Ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Đức Giêsu đến núi Ô-liu, vừa tảng sáng, người trở lại đền thờ, toàn dân đến với người. Người ngồi xuống giảng dạy họ. Lúc đó các kinh sư và người Pha-ri-siêu dẫn đến trước mặt Đức Giêsu một phụ nữ bị bắt gặp đang ngoại tình. Họ để chị ta đứng ở giữa rồi nói với người: Thưa Thầy, người đàn bà này bị bắt quả tang đang ngoại tình. Trong sách luật, ông Mô-sê truyền cho chúng tôi phải ném đá hạng đàn bà đó. Còn thầy nghĩ sao? Họ nói thế nhằm thử người, để có bằng cớ tố cáo người. Nhưng Đức Giêsu cúi xuống, lấy ngón tay viết trên đất. Và họ cứ hỏi mãi, nên người ngẩng lên và bảo họ: Ai trong các ông sạch tội thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi. Rồi người lại cúi xuống đất viết trên đất. Nghe vậy họ bỏ đi hết, kẻ trước người sau, bắt đầu từ những người lớn tuổi. Chỉ còn lại một mình Đức Giêsu và người phụ nữ thì đứng ở giữa. Người ngẩng lên và nói: Này chị, họ đâu cả rồi? Không ai lên án chị sao? Người đàn bà đáp: Thưa ông, không có ai cả. Đức Giêsu nói: Tôi cũng vậy, tôi không lên án chị đâu. Thôi chị cứ về đi và từ nay đừng phạm tội nữa. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Kính thưa cộng đoàn, Chúa Giêsu, lòng thương xót của Thiên Chúa hiện diện giữa nhân loại, và Ngài đứng trước sự khốn cùng của tội nhân. Và một người tội nhân hôm nay, người phụ nữ bị bắt quả tang ngoại tình. Cứ theo luật Môi-se thì người đàn bà bị ném đá chết. Đó là điều bình thường. Thế nhưng những người chủ mưu, những người Pha-ri-siêu và kinh sư cố tình dẫn đến với Chúa Giê-xu là để cài bẫy Chúa Giê-xu. Nói cách khác là qua tội lỗi người phụ nữ này, đương nhiên chị phải chết. Và đồng thời một người khác nữa là Chúa Giêsu cũng bị chết trong âm mưu của họ. Chúa Giêsu nhìn thấy tất cả điều đó. Họ nói với Chúa Giêsu: Thưa Thầy, người này bị bắt quả tang đang ngoại tình, Thầy nghĩ sao? Như vậy có nghĩa là theo lề luật thì bà ta đương nhiên phải chết. Còn Chúa Giêsu nghĩ sao? Chúa Giêsu cúi xuống đất và Ngài viết nguệch quạc vài chữ gì đó. Mục đích là để Ngài kéo giãn thời gian ra. Ngài để cho mỗi người được suy nghĩ đến cái thân phận tội lỗi của mình, nghĩ đến chính tội lỗi của mình. Có lẽ còn nhiều điều lớn lao hơn tội của người phụ nữ này. Chị ta đã bị lộ, chị ta không khéo léo để giấu đi cái tội của mình. Còn những người khác thì sao? Có thể là người ta khéo léo hơn, người ta che đậy được những tội lỗi có khi trầm trọng hơn, đáng phải chết hơn người phụ nữ này. Nhưng họ đã cố tình. Và ở đây Chúa Giêsu nán lại một thời gian để cho họ suy tư cái điều đó. Nhưng không, họ cứ hỏi người mãi thì người mới cho họ thấy một sự thật. Nhưng cuối cùng, đối diện với lương tâm của mình,
trước câu nói của Chúa: ai trong các ông sạch tội thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi. Nghe vậy thì họ bỏ đi hết. Tin mừng nói kẻ trước người sau, bắt đầu từ những người lớn tuổi và cuối cùng chỉ còn lại Chúa Giêsu, người phụ nữ thì đứng ở giữa. Và Chúa nói: này chị, họ đâu cả rồi? Không ai lên án chị sao? Và chắc chắn người đàn bà cũng run rẩy và nói rằng: thưa ông, không có ai cả. Cuối cùng Chúa Giêsu kết luận: tôi cũng vậy, tôi không lên án chị đâu. Chị cứ về đi và từ nay đừng phạm tội nữa. Từ nay đừng phạm tội nữa chính là điều mà Chúa Giêsu mời gọi. Chị hoán cải đời sống, sám hối và trở nên con người mới. Tội lỗi thì đương nhiên mỗi người đều có, nhưng biết sám hối ăn năn và từ nay trở về với sự thánh thiện, với sự hoàn hảo của lề luật, của sự tôn kính Thiên Chúa và tôn trọng, mến Chúa yêu người, thì lúc ấy con người trở nên mới và con người được Chúa thứ tha. Thưa cộng đoàn, hôm nay Chúa Giêsu thể hiện lòng từ bi, thương xót, sự nhân hậu, trận bất bình và đầy lòng yêu thương của Thiên Chúa đối với tội nhân. Còn người tội nhân thì đã biết sám hối ăn năn. Sự thương, sự đau khổ của con người đè nặng bởi tội lỗi, bởi thân phận của con người, do bệnh tật, do tội lỗi, do thân phận yếu đuối, tất cả những điều đó đè nặng lên thân phận của con người. Thì Chúa Giêsu đến và đối diện với tất cả những điều đó, và Chúa Giêsu chữa lành. Chúa chữa lành những bệnh nhân, Chúa chữa lành những người tội lỗi, Chúa mời gọi tất cả trở về với Thiên Chúa để được đón nhận sự tha thứ, yêu thương và chữa trị. Xin Chúa cũng chữa trị tâm hồn chúng con hôm nay, tha thứ tội lỗi cho chúng con, đặc biệt trên thân xác chúng con đang dày vò bởi cơn dịch bệnh, đau thương lan tràn nhanh chóng và đe dọa mạng sống của nhiều người. Xin Chúa nhân ái, tha thứ, chữa lành và chúc phúc cho thế giới chúng con được vượt qua mau lẹ cơn bệnh hiểm nguy của thế giới hôm nay.